sao? Lần đầu tiên thấy chị Tường ngoài đời. Rồi thấy sao? Rồi thôi em tự giới thiệu về bản thân mình dạ, đi nè. Em xin tự giới thiệu, em là Phạm Hồng Thanh. Em đến từ Bình Phước. Trước đây 2 tháng thì em là quản lý của phòng thí nghiệm. Còn hiện tại em đang làm nhân viên trong Bách Hóa Xanh. Thí nghiệm là thí nghiệm gì em? Dạ em thí nghiệm công trường. Rồi em bao nhiêu tuổi, quê ở đâu? Dạ em 31 tuổi. Quê mình ở đâu? Dạ em sinh ra ở Bình Phước luôn em. Thì hiện tại bây giờ mình sống hay làm việc ở Bình Phước luôn? Dạ. Rồi mời em gái giới thiệu. Dạ em chào chị, em chào bạn nam và xin chào tất cả mọi người. Dạ em tên là Thanh Phụng, em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là nhân viên kinh doanh. Quê của em là ở Bình Định, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi thế bình thường thì em có hay lên thành phố Hồ Chí Minh chơi không? Dạ có. À, thí dụ bây giờ mình có bạn gái ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình nghĩ bao lâu mình sẽ thăm bạn gái được một lần? Dạ tùy bạn gái rảnh rồi lúc nào em trời thăm đó. Rồi em gái rảnh lúc nào? Thường thì em rảnh cuối tuần chị. Rảnh cuối tuần. Còn em sao? Vậy thì em xếp lịch cuối tuần em đi thăm. Nhưng mà tuần nào cũng thăm hay là mấy tuần mới thăm được một lần? Dạ tuần nào cũng thăm. Chắc không à. Cái này không có hứa mà không làm được đâu. Bây giờ săn vẽ mà đi lại bình thường. À bây giờ săn vẽ đi lại bình thường. Ok. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, biết chia sẻ, hòa đồng. Về điểm yếu thì dạ em hay quên, với lại em cũng hơi nhát gan nữa. Đó giờ bị ai hụ gì mà mình cảm thấy mình sợ, mình ấn tượng luôn không? Dạ có. Cái gì? Ai? Lúc mà hồi nhỏ thì người ta hay nhắc ma á. Cũng sợ lắm chị, rồi đã sợ mà cũng hay thích, cũng xem phim ma. Tối thì ngủ không được. Trời ơi, sợ mà còn coi phim ma nữa, là tối ngủ với ai? Dạ tối thì em ngủ với nhỏ em. Em hiện tại giờ đang sống với nhỏ em luôn hả? Dạ, em sống với em. Rồi ba mẹ ở thành phố Hồ Chí Minh luôn? Dạ, ba mẹ thì ở quê. Ở quê, em với nhỏ em trong này thôi. Dạ. Ở nhà trọ. Dạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em không biết. Còn điểm yếu của em là em không biết nấu ăn, em hơi nhát khi mà đứng trước đám đông hoặc là thuyết trình gì đó là em nhát, em không nói được. Với lại không biết nhậu, không biết uống bia. Không biết nhậu, không biết uống bia, không hút thuốc. Dạ điểm yếu của em vậy. Cái đó điểm yếu hả? Không biết nhậu, không hút thuốc, không uống bia là điểm yếu. Được, tôi chịu anh này nè. Chứ đó giờ nhiều anh lên đây nói cái đó điểm mạnh lắm, tôi thấy cái đó điểm yếu thiệt. Nhưng mà nó giỡn chứ mình phải biết mình phải có cái gì điểm mạnh chứ, hoặc là cái sở trường của mình chứ, đúng không? Ví dụ như em, cái gì là làm cho em cảm thấy tự tin nhất, hoặc là cái gì mà em làm nó thuần thục nhất, và cái gì là em hiểu không, mình cũng phải có một cái điểm nổi trội nào đó chứ, có gì đặc biệt chứ. Dạ trước giờ em chỉ chú tâm vào công việc đi làm cho nên là em cũng không phát hiện là em có điểm mạnh gì nữa. Chắc để bạn nữ khám phá. Trời ơi, biết khám tới chừng nào mới được phá nữa. Rồi thôi bây giờ vậy nói về tình trường đi. Tình trường thì em như thế nào? Dạ tình trường thì em cũng chưa có mối tình nào chính thức hết. Chưa có mối tình nào hết? Dạ chưa. Cũng có người đeo đuổi mình hay là mình có để ý ai, mình có lỡ say nắng ai chưa? Dạ cũng có say nắng một người, rồi cũng có một vài người theo đuổi mà kiểu giống như là duyên chưa tới chị, cho nên mình cũng không có rung động trước người ta, cho nên là nên không có cho người ta cơ hội tìm hiểu. Nhưng mà nó có tìm hiểu qua lại mà cái mức độ nó, ví dụ như có một nụ hôn nào chưa? Chưa. Nắm tay cũng chưa. Nắm tay cũng chưa nữa. Trời ơi, vậy là chỉ mới để ý kiểu như là xã giao thôi là đã thấy không tới được rồi, đúng không? Dạ. Cái này là điểm yếu. Chưa có kinh nghiệm sống trong tình yêu. Dạ, thành ra nên uổng phí nữa cuộc đời. Bây giờ phải cố gắng lên nha, bữa nay cố gắng nha. Dạ. Rồi, thế còn em thì sao? Dạ. Tình trường của em thì em có 2 mối tình. Và mối tình sau cùng thì em chia tay đêm Noel năm 2016. Đêm Noel 2016 tới nay là cũng gần 4 năm trời rồi. Dạ. Tại sao chia tay ngay đêm Noel ấn tượng vậy? Dạ tại có lẽ là do em làm nhiều quá không có thời gian để ý đến bạn gái. Là cái đêm Noel đó không đưa bạn gái đi chơi hay sao? Dạ đêm đó em bận việc làm. Dạ. Rồi bạn gái nói chia tay ngay trong đêm Noel luôn. Dạ tức là em gọi không bắt máy, xong cái mấy ngày sau thì chia tay. Tại vì em không đưa người ta đi chơi đêm Noel, chỉ đêm Noel đó người khác đưa bạn gái em đi chơi rồi. Dạ. Đúng không? Chắc là vậy rồi chứ gì. Dạ. Nữa rồi ta đang đi chơi người khác, em gọi vô sao ta nghe máy được, thì sau đó là chia tay luôn. Dạ. Được không? Dạ đúng luôn hả? Tôi nói cho em mà đúng thiệt luôn hả? Dạ dạ. Tại vì phụ nữ mà em nghĩ là do em. Do em. Nếu mà sắp tới em có người yêu thì em sẽ dành nhiều thời gian. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao 4 năm vừa qua em chưa tìm được một mối tình nào khác?
Dạ, em muốn tranh thủ cái thời gian mà em chưa bị vướng bận vì tình cảm để em kiếm thêm chút xíu gì đó. Thế hôm nay là tại sao hôm nay là đến với chương trình? Dạ em sợ ế. Dạ em sợ ế. Có nghĩa là công việc 4 năm nay rồi phải không? Bây giờ tạm gọi là ổn định chưa? Dạ tạm tạm. Tạm tạm. Bây giờ thí dụ mà tiến tới hôn nhân là vừa có thời gian, cũng có thể có được một xíu gì đó kinh tế để mà lo cho cái mái ấm gia đình, đúng chưa? Dạ. Rồi. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ em mong muốn tìm một bạn trai thì bạn ấy có tính cầu tiến trong công việc, là người chững chạc, là người có trách nhiệm, biết tôn trọng, biết quan tâm người khác. Em có những yêu cầu gì về người bạn trai của mình không? Về ngoại hình, về tính cách? Dạ về ngoại hình thì em hy vọng là bạn ấy cao hơn em, dễ nhìn là được rồi. Chỉ cần như vậy thôi. Dạ. Cũng đơn giản. Thế còn em, mẫu người bạn gái của em là như thế nào? Dạ em nghĩ là biết cư xử trong gia đình trên dưới là được, còn nghề nghiệp em không quan trọng. Về ngoại hình xinh thì càng tốt, mà nếu mà không xinh thì chịu luôn. Xinh càng tốt, không xinh chịu luôn. Em có thể nói nhỏ bật mí một cái điều em thích nhất ở người phụ nữ là gì? Cái người mà em muốn lấy làm vợ thì cái người đó em thích nhất điều gì? Em thích nhất là một người phụ nữ hơi hiền một chút. Dạ ở trong nhà thì có thể mình hiền chút, nhưng ra ngoài đừng có hiền quá, tại em hiền rồi phụ nữ hiền nữa em sợ bị người ta bắt nạt. Chàng mình đòi hỏi được cũng khó nha. Rồi bây giờ xin mời hai bạn hãy nhìn về phía cánh cửa trái tim này. Cánh cửa trái tim sẽ được mở ra để chúng ta xem cái người đối diện với chúng ta ngày hôm nay là ai nha quý vị nha. Mở cửa trái tim đó. Chào em. Dạ em chào anh. Em tên gì quên mất tiêu. Tên khủng. Mà sao là trúng không? Coi lại đi, cầm kỹ lại coi. Chắc trượt rồi. Chắc trượt rồi phải không? Trượt rồi là bị phạt nha. Hôm nay anh đi vội quá, anh cũng không có gì nhiều, anh có một món quà nhỏ tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Gói hoa ấn tượng quá. Đây là món quà tự tay anh làm, lát nữa bấm nút rồi anh sẽ mở cho em. Để bấm nút mới được mở hả? Chứ giờ chưa. Bây giờ từ từ. Từ từ. Dạ. Dạ em cũng có một món quà gửi tặng anh. Cái món quà này thì nó cũng có thông điệp là hy vọng anh cũng mạnh mẽ, cố gắng vươn lên trong cuộc sống giống như là cây sen đá này. Anh cảm ơn em. Ủa cái đó là cây sen đá đó hả em? Dạ cây sen đá. Sen đá. Sen đá. Khi cánh cửa trái tim này mở ra, cảm xúc đầu tiên của hai bạn là gì? Dạ em cảm thấy vượt qua mong đợi của em. Vượt qua mong đợi của em. Thế còn em? Em thấy em đoán trúng. Đoán trúng là cái hình cũng dễ quá mà. Nhưng vấn đề khi nhìn thẳng con người trực tiếp đang ngồi đối diện với mình thì em cảm nhận. Cái cảm nhận đầu tiên của em về anh ấy là như thế nào? Thấy ảnh hiền cũng hơi rụt rè. Hiền hơi rụt rè. Nhưng mà bây giờ đây là một cô gái chưa có tình trường, chưa trải qua mối tình nào hết, mà em thì lại hiền rụt rè nữa. Vậy thì trong cái câu chuyện tình yêu này, nếu bắt đầu thì ai sẽ là người chủ động? Dạ em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Tại hai mối tình của em là bên đàn gái họ tấn công không à, họ sắp mấy cưa, họ cưa em nhưng em không có cưa họ. Đợt này em phải có cái cưa nha. Rồi bây giờ để cho em có cơ hội để em có thể thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình, phải lãng mạn, phải quyết đoán, thì cho em một xíu thời gian để hai bạn tâm sự riêng với nhau được không? Dạ. Chị Tường mời hai bạn ha, cùng ăn bánh, uống nước và trò chuyện với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Cố lên nha, mạnh mẽ nha cưng. Dạ. Dạ em mời anh. Anh mời. Dạ. Dạ anh ơi, cho em hỏi lại là anh tên Thanh đúng không ạ? Đúng rồi em. Dạ. Anh 31 tuổi. Sinh năm 89. 89. Dạ. Vậy giả sử như mình quen nhau á, rồi mình tiến tới hôn nhân á, thì em có mong muốn là anh về Sài Gòn làm hay là em về Bình Phước làm không? Nếu mà cái đó thì em về Bình Phước được thì em sẽ về. Còn nếu mà anh muốn thay đổi môi trường sống, anh lên Sài Gòn thì cũng được. Vậy thì bên nào hợp thì mình đi bên đó. Dạ. Anh có gì muốn hỏi em nữa không? Thật ra thì anh lúc mà kéo màn ra thì anh thấy em là vượt qua mong đợi rồi, cho nên là không có gì nhiều để hỏi. Nếu mà mình mà tiến được xa hơn á thì anh cũng không biết nói lời gì ngon ngọt nữa, nhưng mà anh chỉ nói một lời là cho dù là khi mà mình kết hôn á thì chắc chắn sẽ có cãi vã, thì cho dù là anh đúng hay anh sai thì anh sẽ chủ động xin lỗi. Thường thì cái bản tính của em thì em không có làm quá lên đâu, nếu mà em biết cái vấn đề đó em sai thì em cũng chủ động làm hòa và em xin lỗi trước, chứ em không có bắt anh phải xin lỗi. Dạ. Thường thì những khi lúc rảnh á thì anh thích làm gì? Rảnh thì anh xem phim hoạt hình.
Anh có xem Naruto? À, không, anh xem Bảy Viên Ngọc Rồng. Bảy Viên Ngọc Rồng. Trời ơi, gì mà tôi ở ngoài hồi nãy hứa với tôi là chủ động mà tôi thấy ha, không có hỏi gì hết trơn, toàn để phụ nữ hỏi rồi trả lời không à. Rồi người ta còn có hỏi là anh có muốn hỏi gì em không. Rồi nãy giờ có họ có nói gì mà về tỏ tình lời nào chưa? Mình nghĩ chưa ha. Em quên. Cơ hội đâu có đến nhiều lần đâu, nó có chút xíu thời gian à. Nếu mà quen nhau á thì em dự tính là khoảng bao lâu thì mình kết hôn? Nếu mà quen mà hai người cảm thấy đủ chín chắn, đủ chịu trách nhiệm trong chuyện hôn nhân thì có thể là 6 tháng hay là 1 năm gì đó mình tiến tới. Không quan trọng thời gian. Dạ. Vậy nếu mà khi mà quen nhau á, anh được một thời gian rồi, anh muốn dẫn em về nhà thăm quê của anh, cho biết nhà anh, thăm ba mẹ anh, thì em có đồng ý không? Dạ có, em cũng muốn biết nơi anh sinh ra rồi, với lại em cũng muốn biết người thân, gia đình anh rồi ba mẹ anh. Thật ra người phụ nữ nào cũng muốn chứ không phải riêng em. Khi mà người ta quen với một người bạn trai, người phụ nữ lúc nào cũng muốn một cái sự công khai, một cái sự rõ ràng. Và luôn 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 mình nghĩ thấy một người bạn trai nào mà dắt mình về nhà, gặp cha, gặp mẹ, gặp gia đình là mình nghĩ rằng người đó là có ý đàng hoàng với mình. Còn người nếu mà người ta chỉ quen chơi hoặc người ta không nghĩ lâu dài, người ta sẽ không dắt mình về nhà. Hôm nay là cũng có chị gái của Phụng đi theo nữa. Bây giờ mình giao lưu với gia đình mình rồi, bây giờ mình sẽ giao lưu với chị của chị gái được không? Dạ được rồi. Mời chị vô ạ. Dạ bạn. Rồi. Nãy giờ mình ở ngoài mình lắng nghe câu chuyện của hai bạn thì mình cảm thấy như thế nào? Dạ nãy giờ thì em cũng quan sát thì em thấy bạn nam bên này cũng hiền, nhưng mà con cái là cũng hơi nhút nhát, tại vì bé Phụng là bé này là rất là tốt bụng nhưng mà nó có một cái là nó cũng nhát. Với lại cái tiếp người không có người yêu tới thời điểm bây giờ là tại vì bạn này sống theo cái kiểu hơi truyền thống. Có nhiều người giới thiệu cơ, cũng có nhiều người tỏ tình mà bạn muốn có một cái mối quan hệ để tiến xa hơn, thành bạn không có mở lên lòng ra. Thì hôm nay bạn đến đây bạn mở lòng thì em thấy hai bạn cũng được, thì cái quyền quyết định còn lại là ở Phụng. Thì em cũng mong muốn có một người rước bạn đi trước cái tuổi 30. À, giờ nói gì với chị câu cho chị yên tâm đi, thấy không? Chị có thấy em nhát nữa. Thì hôm nay em đến đây thì em cũng mong muốn là kiếm được một người hợp ý với mình. Thì sau khi mà em thấy em Phụng thì vượt qua mong đợi của em rồi, thì em cũng cảm ơn chương trình, cảm ơn chị đã cho em cơ hội được gặp Phụng. Nếu mà em với Phụng có duyên á thì em sẽ dẫn Phụng đi cùng với em hết con đường này. Cái điều quan trọng là em có chắc chắn mình sẽ bảo vệ được cho bạn không? Tại vì bạn này thật ra tính của bạn rất là hiền. Em á thì em hiền là em hiền đối với những người mà người ta hiền với em thôi, chứ cũng không phải nếu mà đụng vào người thân của em thì cũng chưa chắc là em hiền. Em chắc chắn như vậy. Thì quyền quyết định còn lại là ở em. Rồi, cảm ơn chị. Hy vọng là cặp đôi hôm nay sẽ thành đôi. Và chắc chắn là bạn này sẽ làm được những cái điều bạn đó hứa. Chúng ta chờ đợi kết quả nha. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ Tường tìm hiểu nhau cũng nhiều rồi ha. Gia đình hai bên gặp rồi ha. Bây giờ mỗi người bóc một lá bài chơi nè. Coi trong cái này là một cái game cho vui thôi. Để xem trong lá bài này yêu cầu những cái gì thì mình thực hiện theo. Mỗi người một lá, đọc lớn lên. Rồi em trai đọc lên trước coi nè. Bạn nam hãy thuyết phục bạn gái để được. Được gì? Gì là đọc lâu vậy? Bạn nam hãy thuyết phục bạn gái để được hôn vào 3 điểm bất kỳ trên cơ thể. Rồi đây đây bạn này đọc coi cái gì. Bạn nữ thì kể ra 5 tật xấu của mình. Đó. Rồi thực hiện đi qua bệnh. Mình đừng nghĩ đen tối quá em. Mình nghĩ cái gì nó trong sáng lên. Toát mồ hôi. Toát mồ hôi cái gì? Nhắm xin chỗ nào người ta cho thì em qua em xin. Hôm nay thì cũng là ngày gặp mặt, thì anh thấy em vượt qua mong đợi của anh rồi, thì anh xin phép được hôn vào tay của em. Nụ hôn thứ hai anh xin phép được hôn vào trán của em. Và nụ hôn thứ ba thì cho anh hôn vào bàn tay còn lại của em. Không phải là chỉ là hôn mình là xong rồi thôi, mà anh muốn chứng minh cái lời nói của mình là anh sẽ cố gắng để mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ em quãng đường còn lại. Cho anh mượn cái tay phải. Xin lỗi. Trời ơi, tay nào trước cũng được, anh cũng khó nữa. Cái thứ hai là anh xin hôn trán. Theo thứ tự xin. Rất tình. Anh cảm ơn em. Tại vì anh hôn rồi thì anh sẽ thực hiện cái lời nói của mình. Anh bằng mọi giá anh sẽ thực hiện cái lời nói này của mình.
Dạ, em thì không cần mình phải là nói quá nhiều. Quan trọng là mình biết mình nói cái gì rồi mình sẽ giữ lời hứa, mình hành động là được. Dạ. Rồi, chỗ đi em. Rồi, tới phiên em gái thực hiện điều của mình đi. Dạ, tật xấu. Thứ nhất của em là em ngủ em hay gác người khác lắm. Dạ. Thứ hai nữa là lúc mà em nóng giận lên đó thì để cho em nói ra hết ra thì em sẽ bình thường trở lại, em không có giận được lâu nữa. Không cho em nói là tức tối người đâu. Dạ. Với lại cái thứ ba nữa là em thì cũng hơi ngăn nắp, cho nên là nếu mà anh có bề bộn thì bề bộn, nhưng mà kiểu giống như là không cần phải cái gì để đúng vị trí đó, nhưng mà cũng phải là cũng chịu khó ngăn nắp một xíu chứ không là được. Em không thích chỗ đó. Trước tiên thì em thấy mình ba cái đó. Có ba cái thôi. Người ta có ba tật xấu kìa, mình có cái tật xấu nào nữa không? Dạ, em có một tật xấu là em rất là mong muốn được sở hữu một cô gái đẹp. Ra đường mà em thấy gái đẹp là em hay đi theo, em hay nhìn người ta lắm. Để làm gì em? Dạ, em mong muốn là được sở hữu bạn gái đó, làm vợ của mình vậy đó. Có giờ em đi theo bao nhiêu người rồi? Dạ, em mà thích ai thì chắc em đi theo người đó tới nhà người ta. Mà nói giờ đi theo ta tới nhà được mấy cô rồi? Dạ, em chắc không nhiều đâu, chắc khoảng cỡ 3-4 cô à. Mà mấy cô đó có chinh phục được mấy cô đó không? Dạ không, em đi theo người ta đâu có biết đâu. Bây giờ đợt này sao? Giờ cô này là có đi theo không? Dạ, cô này thì nếu mà cô cho phép thì em bám cùng luôn. Ủa, mấy người kia người ta cũng đâu có cho phép mà em cũng đi theo vậy? Dạ, mấy người kia họ không biết. Đừng rồi, thí dụ giờ cô không cho phép rồi sao? Thì em sẽ ráng để thuyết phục cho cô cho phép. Nhưng mà rồi cổ đi theo cô này rồi hồi nữa thấy mấy cô khác đẹp hơn rồi có đi theo mấy cô kia nữa không? Theo mấy cô kia cô này quánh em chết. Rồi người ta hiền lắm sao người ta dám quýnh. Tập trung ở đâu là tập trung vào một chỗ thôi nha. Hồi xưa dạ. mình chưa có đối tượng hoặc là mình gái là thì mình đàn ông thì thấy gái đẹp thì thích đi theo là đúng rồi. Dạ. Cái đó là về giới tính là hợp lý. Nhưng dạ. mà khi mình đã có đối tượng rồi là mình phải tập trung chuyên môn vô nha không? Dạ, em nghĩ là cái đó là em có thể làm được. Tại vì em quen mối tình đầu của em thì khi mà chia tay thì cũng khoảng 5-6 năm sau em mới quên được người ta. Cũng là một người chung thủy đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ hai bạn hãy nhìn nhau đi, 30 giây thôi. Mỗi người sẽ nói với nhau một câu nữa trước khi chúng ta dừng cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Là hiện tại bây giờ em đang suy nghĩ điều gì và em mong muốn điều gì? Hiện tại thì lúc mà vừa mới mở cái màn ra thì em thấy ảnh được tính tình hiền. Em mong muốn một cái nữa là anh ấy mạnh mẽ lên một xíu, mình dứt khoát lên một chút. Dạ. Chị cũng thấy như vậy. Còn em? Mong muốn của em thì anh sẽ cố gắng anh thực hiện. Anh sẽ cố gắng đến khi nào mà em cảm thấy hài lòng thì thôi. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của Huy Tường, hai bạn sẽ đưa ra quyết định của mình nha. Nếu đồng ý thì mình bấm thật mạnh, ấn thật mạnh xuống cái nút bấm. Nếu không đồng ý thì mình có quyền lấy tay ra. Và hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra cái quyết định này. Có thể là người thân, gia đình mình cũng đang theo dõi. Mình phải chịu trách nhiệm với những cái quyết định của mình các bạn nhé. Nếu là cơ hội của ta thì ta phải nắm bắt. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Rồi, hai cái đèn đã sáng lên rồi. Thì còn một việc nữa chúng ta cần phải làm. Đó chính là khui quà của em đúng không? Bây giờ được khui quà phải không? Dạ. Em gái khui cái quà đó ra xem là cái gì. Tôi hồi hộp quá. Tại tôi sợ nếu mà không bấm nút chắc quà được trả lại hay em không bấm nút là dạ dạ không à. À là vẫn mở đúng không? Dạ vẫn mở. Dạ. Cái gì vậy? Cái này là cục bê tông anh tự đúc. Anh nó mang theo ý nghĩa là khi mà anh đã thương một ai đó rồi mở ra là đi em. Anh sẽ giống như là cục bê tông đó sẽ không có cái gì khác có thể là xâm nhập vào trái tim anh được nữa. Bê tông á hả? Cho anh xin phép được mở món quà đó. Qua đây. Trời ơi, bê tông đúc chặt quá ha. Cục bê tông này với cọng dây chuyền này là anh cũng chuẩn bị cho em cách đây là chắc hơn một năm rồi đó. Cái mặt dây chuyền này là anh có nhờ người ta khắc tên của anh với lại số điện thoại của anh. Trời ơi, có được số điện thoại nữa hả? Nếu mà giả sử bị rớt điện thoại vô nước hay này kia mà không nhớ số điện thoại của anh á thì em
cứ đeo trùng người ta rất điện thoại như nước vậy. Giả sử thôi ạ. À. Giả sử kỳ là đúc cái cục bê tông thôi phải không, chứ còn cái dây chuyền là mua phải không? Dạ. Tưởng đâu làm luôn sợi dây chuyền chứ. Dây chuyền này em đặt ạ. À. Số điện thoại nó hay quá ha, giống như đi tìm kẻ lạc vậy đó, không sợ bị lạc. Ai là mơ gọi giùm tôi số này á, kiểu dạng vậy đó. Em cảm nhận món quà là như thế nào? Dạ em thấy ảnh chuẩn bị chu đáo, với lại là nó cũng có ý nghĩa. Kiểu như là trong cổ mình lúc nào cũng có ảnh á. Món quà này thì có ý đồ quá. Rồi mời hai bạn qua đây bấm nút rồi thì chúng ta về chung một nhà nè. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn.